Hoa Kỳ ra đòn phản công, không kích vào cơ sở quân sự của Iran tại Syria và tăng cường các lệnh trừng phạt lên Iran cùng các tổ chức tài trợ cho Hamas. Theo báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận Defense of Democracies, tạm dịch là Tổ chức Bảo vệ Chế độ Dân chủ FDD, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích đạn đạo vào ngày 26 tháng 10 nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược ở Syria do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Cuộc phản công đã xảy ra khi Ngũ Giác Đài tiết lộ rằng có khoảng 19 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị chấn thương ở đầu do gần 20 cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Trung Đông, gây ra bởi những lực lượng quân sự do Iran hậu thuẫn. Đến ngày 27 tháng 10, Hoa Kỳ đã thành công áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với các quan chức và mạng lưới tài chính có liên hệ với Hamas, đi cùng là các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC. Các lệnh trừng phạt này đã nhắm vào các cá nhân cùng tổ chức tích cực tạo điều kiện cho Hamas thực hiện các hoạt động của mình, bao gồm việc trang bị vũ khí và huấn luyện cho nhóm khủng bố, cũng như hỗ trợ tài chính cho gia đình của những kẻ khủng bố người Palestine đã thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa qua cũng đã tăng cường các biện pháp phòng vệ tại các căn cứ này, với sự đề cao cảnh giác đối với bất kỳ cuộc tấn công nào khác đến từ Iran. Hoa Kỳ cũng nằm trong số 14 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết đình chiến tại Gaza của Liên Hợp Quốc vào ngày 27 tháng 10. Lý do lớn nhất được đề cập là sự từ chối lên án tổ chức Hamas trong cuộc thảm sát người Israel ngày 7 tháng 10 của Liên Hợp Quốc. Nếu quý vị thích thông tin này, xin đừng quên nhấn nút yêu thích cũng như chia sẻ và ghi danh để giúp kết nối gia đình, bạn bè cùng cộng đồng gần xa. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cùng thời gian quý báu của quý vị.